nhấn like, share và đăng ký ủng hộ kênh Cá Mita TV nha các bạn. Cảm ơn các bạn. Đừng là mẹ gấu, tập 7, Hạnh bị ba sếp quay. Không rõ vì lý do gì mà Hạnh, Quỳnh Cu phải vào gặp cả ba sếp của công ty là Quân, Nhan Phúc Vinh, Khôi, Bình An và Mai Anh, Hương Giang. Mai Anh mở đầu cuộc nói chuyện, công ty là do ba người thành lập ra. Đó là Quân, Khôi và Mai Anh. Trong vấn đề công việc và cả nhân sự, chỉ cần 2/3 người đồng thuận thì không còn gì phải bàn cãi nữa. Quân quay sang hỏi Hạnh, nói liệu cô có điều gì muốn nói với mọi người không, thành thật đi nhất là chuyện đồng hồ của Mai Anh. Hạnh ngơ ngác, không rõ mọi người đang nhắc đến chuyện gì. Hạnh quay sang hỏi lại, đồng hồ của chị Mai Anh làm sao ạ? Ở tập trước, Quân liên tiếp hiểu nhầm Hạnh là người xấu. Anh nghĩ cô là người chuyên lợi dụng đàn ông, thậm chí còn ăn cắp, ăn trộm và đối xử tệ bạc với con. Tập 7 của Đừng Làm Mẹ Cáu sẽ được phát sóng vào 21h40 hôm nay trên kênh VTV ngày 3. Mời quý vị khán giả đón xem. Đừng Làm Mẹ Cáu, tập 7, vì đau khổ vì không ham hố tài sản nhà Khôi. Sau khi xác nhận chính xác chuyện bé Voi, Tuấn Phong là cháu nội, bố mẹ Khôi đã ngay lập tức bắt vợ chồng Khôi về công ty gia đình. Vi, Quỳnh Lương đang có một công việc kinh doanh riêng. Dù thu nhập khá bấp bênh, lúc có lúc không nhưng Vi cảm thấy rất vui vẻ và tự do với công việc đang làm. Từ trước đến nay, bố mẹ chồng Vi cũng không để tâm chuyện con dâu làm ăn ở ngoài. Còn Khôi, Bình An vốn là một nhiếp ảnh gia, cũng có công ty riêng làm ăn với Quân, Nhan Phúc Vinh và Mai Anh. Hương Giang nên cũng không quan tâm đến chuyện kinh doanh của gia đình. Sau khi biết Voi chính là máu mủ của gia đình mình, bố mẹ Khôi ngay lập tức bắt con trai, con dâu về công ty gia đình làm việc. Bản thân Vi cũng thắc mắc không hiểu vì sao bố mẹ chồng lại tự nhiên thúc giục như vậy. Khôi thì cho rằng, hai ông bà chỉ có một cậu con trai, giờ chuyện kinh doanh gia đình không để cho vợ chồng con lo thì không còn ai khác. Tập 7 của Đừng Làm Mẹ Cáu sẽ được phát sóng vào 21h40 hôm nay trên kênh VTV ngày 3. Mời quý vị khán giả đón xem. Đừng Làm Mẹ Cáu, tập 7, Quân âm thầm đi tìm hiểu về Hạnh. Quân, Nhan Phúc Vinh đã đi gặp người khác để hỏi về Hạnh, Quỳnh Cu. Quân đến chỗ làm cũ của Hạnh để hỏi han về Hạnh. Anh được nghe sếp cũ của Hạnh kể về cô. Trước đây, Hạnh từng làm ở đây và lên được chức tổ trưởng. Tuy nhiên, vì sức khỏe của Happy không được đảm bảo, Hạnh đã buộc phải nghỉ làm. Người sếp này cũng tỏ ra thương cảm với Hạnh. Nhiều lần Hạnh cũng tìm đến người chị này để vay tiền. Khi Quân hỏi về việc trộm chiếc đồng hồ của khách, người sếp này cũng giải thích luôn không bao giờ Hạnh làm chuyện đó. Hạnh có đưa lại chiếc đồng hồ khách để quên lại cho sếp, nhưng vì công việc nên sếp quên đưa lại cho khách. Cũng chính vì thế mà Hạnh bị hiểu nhầm. Tập 7 của Đừng Làm Mẹ Cáu sẽ được phát sóng vào 21h40 hôm nay trên kênh VTV ngày 3. Mời quý vị khán giả đón xem. Nhấn like, share và đăng ký ủng hộ kênh Cá Mita TV nha các bạn. Cảm ơn các bạn.